Mẫu SUV cỡ trung Toyota Fortuner Leader 2023 mới vừa ra mắt tại Thái Lan, có giá bán quy đổi từ 888 triệu đồng có thể sắp về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe SUV Toyota Fortuner Leader 2023 phân phối với 3 phiên bản trang bị và giá dao động từ 1,371 đến 1,56 triệu baht, khoảng 888 triệu đến 1,01 tỷ đồng. Mới đây, hãng Toyota đã vén màn phiên bản nâng cấp của dòng SUV hạng trung Fortuner ở thị trường Thái Lan. Tương tự trước đây, Toyota Fortuner 2023 tại thị trường Thái Lan cũng được chia thành phiên bản thường, Legender và GR Sport. Tuy nhiên, phiên bản thường của dòng SUV cỡ D này đã được đổi tên thành Toyota Fortuner Leader. Khác với hai phiên bản Legender và GR Sport, mẫu xe SUV Toyota Fortuner Leader 2023 đã được nâng cấp thiết kế ở ngoại hình. Điều thú vị là mẫu xe này được bổ sung thiết kế đầu xe mới, giống với Toyota Fortuner Legender 2023. Điều này có thể khiến người dùng nhầm lẫn giữa hai phiên bản của xe. Trên đầu xe, Toyota Fortuner Leader 2023 được trang bị lưới tản nhiệt mới. Tiếp đến là cản trước mới, tích hợp hốc gió, trung tâm cơ lớn. Cả hai chi tiết này đều được bao quanh bằng viền màu đen bóng. Thêm vào đó là cụm đèn pha LED, đèn sương mù trước nằm trong hốc màu đen ở hai góc đầu xe, và dài đèn LED định vị ban ngày được đặt thấp bên dưới. Bên sườn, Toyota Fortuner Leader mới được bổ sung bộ vành hợp kim 18 in với thiết kế 5 chấu kép, sơn hai màu thể thao. Bộ vành này được thiết kế giống với mâm của Toyota Fortuner Legender 2023. Ngoài ra, xe còn có bệ bước chân màu đen mới. Tương tự ở đầu xe, tại khu vực đuôi xe, Toyota Fortuner Leader 2023 mới cũng có thêm cản sau khác biệt so với phiên bản cũ. Bên cạnh đó là logo Leader màu đen trên cửa cốp và màu sơn ngoại thất trắng Platinum White Pearl mới các màu sơn ngoại thất còn lại của xe là xanh đậm, đỏ, xám, đen và bạc. Ngoài những thay đổi trên, các trang bị ngoại thất khác của Toyota Fortuner Leader 2023 vẫn giống phiên bản cũ. Xe cũng được trang bị đèn pha LED với tính năng tự động bật trên tắt và tự động chỉnh cao trên thấp, ốp trang trí màu bạc dưới cản trước, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ trên đèn chờ dẫn đường, đèn hậu LED, đèn phanh LED trên cao, cửa cốp đóng trên mở chỉnh điện cũng như anten hình vây cá. Bên trong Toyota Fortuner Leader 2023 là nội thất bọc da màu đen, đi kèm vô lăng chỉnh 4 hướng, ghế trước chỉnh điện 6 hướng, màn hình màu đa thông tin 4,2 in trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay trên Android Auto. Gương chiếu hậu chống chói, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh 6 loa, 2 ổ điện 12V và 1 ổ AC220V thay đổi duy nhất trong nội thất của xe là hệ thống lọc không khí VM25. Bù lại, Toyota Fortuner Leader 2023 có thêm những trang bị an toàn mới như cảm biến khoảng cách trước trên sau, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Những trang bị an toàn khác của xe bao gồm 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, camera lùi và hệ thống cân bằng điện tử. Đáng tiếc là xe vẫn chưa có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời, dù giá không quá rẻ. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Fortuner Leader 2023 chỉ có một loại động cơ là máy dầu 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.4 lít, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 newton. Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số sau vô lăng và hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Xe có 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport. Khi mua mẫu xe này, khách hàng tại thị trường Thái Lan có thể chọn một trong 3 bản trang bị là G6 AT42, V6 AT42 và V6 AT44. Giá xe Toyota Fortuner phiên bản Leader mới dao động từ 1,371 đến 1,56 triệu bát, khoảng 888 triệu đến 1,01 tỷ đồng. So với phiên bản cũ, xe tăng giá 20.000 bát 13 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.